Thưa quý vị, Lâm đang đứng trước trung tâm thương mại Gạch Giá. Đây còn hay còn gọi là chợ 30 tháng 4. Đây là một trong những cái chợ lớn nhất của tỉnh Kiên Giang và của thành phố Gạch Giá. Phía trước chợ, đây khu này bán các mặt hàng dược khô, mặt hàng đồ khô, có nghĩa là bách hóa tổng hợp, về vải vóc, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, các mặt hàng quần áo, giày dép. Ở phía sau này là chợ trái cây và bán một số mặt hàng về bách hóa nữa. Và sau đó là chợ về thực phẩm, chợ về các mặt hàng thịt khô, khô. Và ở bên khi mà đi sâu vào nữa thì chúng ta sẽ gặp là chợ nông sản của tỉnh. Và ở bên tay phải sẽ là chợ trái cây, chỉ bán vào buổi tối thôi. Đây là quang cảnh phía trước khung chợ. Ở phía đó là chúng ta sẽ đi xuống đường, một là đường Điện Biên Phủ, và nếu mà rẽ bên tay trái, tay phải, tay trái thì chúng ta sẽ đi xuống đường Trần Phú quý vị, và hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Còn phía trước mặt của chúng ta là chúng ta sẽ đi lên Hà Tiên khoảng 90 km nữa, và đi xuống bến xe tỉnh Kiên Giang ngày trước đây. Còn hiện giờ là bến xe chỉ phục vụ cho khách từ đây qua Campuchia, và cái thứ nhất là và khách từ đây lên thành phố Hồ Chí Minh thôi. Xin lỗi quý vị, là lên Hà Tiên và lên qua Campuchia thôi. Còn bến xe của tỉnh đã dời ra khu Châu Thành của tỉnh Kiên Giang rồi. Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan chợ 30 tháng 4, hay còn gọi là trung tâm thương mại của Gạch Giá, có biểu tượng là cổng tham quan của tỉnh nha quý vị. Lâm xin đi ở phía ngoài cổng chợ, còn ở phía trong thì chủ yếu là các lô sạp thôi. Đây là phía bên tay phải, nhìn từ đường Nguyễn Bính Khiêm vào nè quý vị. Đây là cái mặt hàng về quần áo, giày dép, ba lô, cặp, túi sách hay ba ly. Còn ở phía trong này là chủ yếu là các ghe tải đã đậu. Đây là phía sau của chợ Bách Hóa. Còn đây là khu ăn vặt, hoạt động vào thường là buổi trưa tới buổi tối thôi.
buổi sáng vẫn có bán nhưng mà rất là ít. Cua ăn vặt. Lâm đang đi ra khu vực đầu chợ. Lâm đang đứng ở đầu chợ của trung tâm thương mại 34 nè quý vị. Nhìn ra đó là đường Nguyễn Bính Khiêm. Sau đây Lâm sẽ đi vào khu nhà lồng chợ của chợ Bách Hóa. Đây là đi thẳng đi ra phía sau của nhà lồng luôn. Đây là hai bên. Bác ơi, cho con hỏi chút được không? Rồi, cứ hỏi. Bác, chợ của mình ngày xưa là một trong những cái chợ lớn nhất ở tỉnh của mình đúng không? Tại vì ngày xưa con nhớ cái chợ Bách Hóa tổng hợp là nó nằm trên đường Bạch Đằng. Đúng rồi, chợ Bạch đúng rồi. Chợ Bạch Đằng, nhưng mà sau này nó mới chuyển về đây, nhưng mà con không hiểu là chợ này nó xây từ thời điểm nào hả bác? Năm 90 mấy. 90 mấy à? 98, 97, 98 vậy đó. Vậy nhớ mãi vậy đó. Tại vì con có tìm hiểu kỹ là mấy cái chợ kia là ngày xưa là nằm trên cái đoạn đường Bạch Đằng hết. Đường Bạch Đằng bển á, đường Bạch Đằng đúng rồi, có Bạch Đằng bển. Là chợ Cá Đồng, Cá Bỉ. Cá Đồng đúng rồi. Và chợ Bách Hóa tổng hợp. Ngay bưu điện ngay qua đầu cầu gọi là nhà Trăng luôn á. Dạ. Rồi bây giờ nó mới dời qua đây là cái chợ này nằm 98, 78 rồi, không nhớ mà. Ở đây lại là chợ Bách Hóa Nguyên, còn ở phía sau lại là con thấy nó cũng phân từng khu mà. Không phải là Bách Hóa mà bây giờ coi như là tổng hợp luôn. Dạ. Chợ nhà lồng nó chung quy là tiếng có của mình nói vậy đó. Chợ nhà lồng. Chợ nhà lồng là lớn nhất luôn đó. Dạ đúng. Rồi ở phía sau mình là chợ cá, rồi bán cái chợ đồ như chợ nông sản rồi chợ đó, đúng nông sản rồi chợ rau quả. Rau quả. Chợ rau quả vào buổi tối riêng nữa. Rồi. Dạ. Con đang đi quay hết mấy cái chợ ở đây. Đó đi thẳng dưới là chợ đó, vòng vòng có nhiêu đó đó. Dạ dạ. Rồi chợ bên kia là nó dẹp hết trơn rồi, bên kia là chợ trong nhà của mình. Dạ. Ừ. Rồi con cảm ơn. Dạ, dạ.
Không có nhộn nhịp như trước đây nữa. Vậy bướng đồ muốn lên cho đây là nhộn nhịp liền hả? Khó quá rồi chứ đó. Không, hồi đó mấy người phóng sự người ta hay quay chợ, dạ, quay đồ á. Chị em quay cái nha. Dạ, ngay cái cửa ha, hai bên. Dạ, dạ. Hai bên có gì? Không có còn nhộn nhịp như trước nha cô. Cái này giờ lạp một cu vậy là mình thuê bao nhiêu cô? À dạ, nếu mà lô nhỏ thì bán nhiêu? Cũng khó. Tại ngày xưa con nhớ là đông lắm, bây giờ dạ, bây giờ thấy nó vắng quá. Dạ. Dạ, như to me. Dạ. À, chủ yếu là người Việt của mình ở Hoa Kỳ coi. Em ngước lên là thấy rồi. Mà chợ này ế hơn mấy năm trước, khoảng 5 năm trước vô cái chợ lúc nào cũng đông đúc. Bây giờ quá bèo quá. Nhiều lô sạp vẫn còn quá trống. Rồi. Lên rồi. Lên rồi, để lỡ lên luôn đi. Rồi, có gì em rồi. Quay hay nó quay quẩn bắn đi. Coi ai nó được thì gã luôn á con. Dạ. Đây là khu chợ trái cây và phía dưới nữa là chợ bán các mặt hàng về thực phẩm là như là khô, thịt. Và phía sau bên tay trái chúng ta là chợ nông sản và phía bên tay phải là chợ trái cây và bán vào buổi tối quý vị. Chợ này là một trong những chợ mà hình thành sau chợ cá đồng và cá biển và khu chợ bách hóa tổng hợp của thành phố Rạch Giá ở trên đường Bạch Đằng ở quý vị, ở khu Vĩnh Thanh Văn.
chợ này hình thành khoảng năm 1999. Đây là vào phía sau của chợ, của trung tâm thương mại Gạch Giá hay còn chợ là Bách Hóa Tổng Hợp. Đây quý vị, đây là khu chợ về trái cây, họ bán các mặt hàng và một chút về Bách Hóa nữa. Sau đây một chút nữa Lâm sẽ đi ngang cái khu này để mà quay khu này hết luôn nha quý vị. Kính thưa quý vị, Lâm sẽ đi cái khu chợ bán trái cây vào buổi sáng ngoài khu Bách Hóa ở trên đường Thủ Khoa Hưng nè quý vị. Đây là đường Thủ Khoa Hưng, là ở đây thì có khu nhà ở thương mại của các người dân. Phía trước mặt của chúng ta đó là đường Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông thì cặp cái khu trung tâm thương mại của thành phố Gạch Giá hay là chợ 34. Đây là đường Lê Thánh Tông nè quý vị. Đường Nguyễn Duy Phương. Lâm sẽ quay hết cái khu vòng vòng này rồi sẽ quay tiếp những cái con đường ở dọc cái chợ này luôn nha quý vị. Sau đây Lâm sẽ quay ngược lại cái đường vô trung tâm ở phía sau của khu chợ Bách Hóa. Còn đây là khu bán trái cây vào buổi sáng quý vị. Ở đây bán rất là nhiều thứ nhưng mà quán quen gọi là khu trái cây vào buổi sáng thôi. Đây là khu bán hoa. Trên đường Lý Thái Tổ đó quý vị. Lâm lại bọc qua đường Nguyễn Chi Phương rồi quý vị. Dạ quay mấy cái chạm mà. Sau đây Lâm sẽ ngã vô cái khu chợ gọi là trái cây buổi sáng nha quý vị.
quay hết cái khu chợ này. Cái gì ạ? Dạ nắng nóng à, action cam à. Quay cái này đó mình để kỹ mà. Đi dụng lâu làm gì kia? Dạ. Làm gì vậy? Bên kia nha. Dạ. Con quay chú. Dạ dạ rồi. Cho coi nào thôi. Dạ. Sao bác? Biết hôm nay không? Đó. Con có thấy. Ê Bút ông tên gì? Dạ. Không phải đâu cha ơi. Xin phép rồi. Mấy hôm nay nè. Tâu te đi về nhà. Dạ. Con đi luôn. Đi công an. Cái sự dạ. Dạ cái này là điện thoại, còn cái hỏi anh là cứ mà xài mãn quay video có được không? Dạ được ạ. Thì đó. Dạ. Ông mua cây chụp tới như vậy, cây này như vậy. Cây ông cầm đó. Dạ. Con đi à. Đây Lâm sẽ quay qua cái khu bán thực phẩm và một số mặt hàng gì khô nha quý vị. Mời quý vị. Đường Lý Chính Thắng. Khu đây là bán các mặt hàng gì sạp khô rất là nổi tiếng ở thành phố Rạch Giá. Ở đây xin đi vòng vào ở đây một vòng nha quý vị.
Ở đây thì bạn có bán cái trái cây cũng rất là nhiều, miên một đoạn đường nhỏ ở đây luôn. Đây là cô bán cái mặt hàng về thịt nè quý vị. Dạ, em quay hết chợ mà. Hết cái chợ luôn. Ở bên trái của chúng ta là chợ nông sản đó quý vị. Đây là đường Hai Bà Trưng. Dạ.
phiên. Dạ. Riêng mình nè chứ ơi. Kính thưa quý vị, Lâm đang đi trên đường Hai Bà Trưng, là cũng vừa hết xong cái chợ khô. Đường này buổi sáng rất là nhộn nhịp. Lâm sẽ xin phép đi hết cái đường. Okay. Đây là chợ trái cây vào chỉ chủ yếu hoạt động vào buổi tối thôi quý vị. Đây là đường Hai Bà Trưng nè. Đi vào đường Hoàng Thuyên. Đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Lâm đã đi ra đường Nguyễn Bích Khiêm nữa quý vị. Để chạy bọc lại đường cũ nha. Đây là bến xe khách tỉnh trước đây. Hiện giờ đó thì thành bến xe Rạch Giá rồi quý vị.
hiện bến xe tỉnh đã dời xuống khu của huyện Châu Thành rồi. Bây giờ chỉ còn chạy tiếng Hà Tiên và tiếng Campuchia rồi. Sau đây là Lâm sẽ đi vô đường Quỳnh Thúc Kháng. Đây là phía sau của bến xe Thạch Giá, bến xe tỉnh trước đây đó quý vị. Đây là cổng sau của bến xe Rạch Giá, bến xe tỉnh trước đây. Đây là đường qua khu vực Chương Mới á quý vị. Đi hết cái khu chợ 30 tháng 4 hay còn gọi là chợ trung tâm thương mại Rạch Giá. Đây là đường Lê Thánh Tôn. Đây là phía sau của trung tâm thương mại Rạch Giá này quý vị. Sau đó Lâm sẽ đi vô đường Lê Thái Tổ để vòng chợ nông sản nha quý vị. Thank you.
Lâm sẽ đi trên cái đường mà Nguyễn Tri Phương để mà vào cái cổng sau của bến xe Rạch Giá, hay còn gọi là bến xe tỉnh cũ á. Là chợ cá hay chợ nông sản. Đây là khu cập bến của các bến của các ghe để mà lên hàng ngay ghe chợ nông sản của
ở phía sau của chợ 34 nè quý vị. Đây là kinh kinh Vật Chư thì phải, mình cũng không nhớ rõ lắm. Đây là phía trong chợ nông sản quý vị. Đây là phía trong chợ nông sản quý vị. Sếp ơi, quay anh này nè. Này không có tu nữa nè. Không, không có tu nữa. Cười, cười. Quay phim nè. Quay kèo đó. Dạ. Đưa lên mạng nha. Dạ. Đây nè, đây nè. Đưa lên mạng các bạn chú ơi, cho có lên có chuyện không? Vô.
Dạ quay rồi, dạ quay rồi. Còn sướng luôn. Ủa em, cái này mình ở đâu lại lần em? Ở xã nào? Ở xã nào lại đây chị? À, Mỹ Thuận có Hoàng Đắc phải không? Mẹ nó dốc đâu bụng gì vậy? Không, không bệnh không ai đâu. Lượng này bệnh cái mức 2. Ủa anh tôi đây có thể không? Có gì? Có đi đâu không? Có. Dạ. Cái này cô bán lẻ hả cô ơi? À, xe đang đủ không? Tính bao nhiêu ký à? 6.000, 15 ký, 90. Bỏ bỏ đâu ơi? Xe này cái gì? Some games are. Yep. So, yes, let me ask you something. What's your deal? Quý vị quắt lên đàng hoàng, thấy không? Hỏi cái bà đó.
biển bắt lên luôn đó, đừng quay cá đó anh quay chợ này nhìn thấy mắc cỡ quá trời luôn, trong cái chợ dạ dạ thấy rồi dạ. Muốn quay chợ này, quay chợ này tôi thấy ở bác cái này mình chỉ bán sỉ thôi hả bác, thấy đổ đống đống luôn dạ. Ngày thức đêm chị ôi ngủ hết rồi. Đây là chợ nông sản mà Lâm có dịp giới thiệu ở đợt trước rồi đó quý vị.
Đây là đang trên đường Điện Biên Phủ đó quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.